ta sẽ có ngữ pháp tính từ động từ đi với nên tê tạ ca. Tính từ động từ đi với nên tê tạ ca. Động từ thì chỉ việc bỏ tà đi và đi với nên tê tạ ca. Tính từ chị à. Tính từ thì chúng ta đi với ưng nơ và cộng với tê tạ ca. Rồi cấu trúc này có nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ ghi đi thiệt. Còn danh từ, cô quên ghi danh từ. Danh từ thì chúng ta đi với in và cộng với tê tạ ca. Danh từ nha, danh từ quy chữ V rồi. N. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi ha, ghi xong rồi cô sẽ ghi cho các bạn nha. Sử dụng khi thêm một trạng thái hoặc hành động. Sử dụng khi thêm một trạng thái hoặc hành động khác. Sử dụng khi thêm trạng thái hoặc hành động khác. Sử dụng khi thêm trạng thái hoặc hành động khác giống với trạng thái. Giống với trạng thái hoặc. Giống với trạng thái hoặc hành động nào đó. Giống với trạng thái hoặc hành động nào đó. Cô đọc lại nha. Sử dụng khi thêm trạng thái hoặc hành động khác giống với trạng thái hành động nào đó. Tức là cái trạng thái hành động á của cái trạng thái hành động của cái việc khác đấy, chúng ta thêm vào giống với cái trạng thái hành động của một cái gì đây, việc nào đó hoặc là một sự việc nào đó. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là thêm vào đó, thêm nữa, thêm vào đó, chấm chấm chấm, thêm nữa, chấm, hoặc là cộng vào. Nó có những nghĩa như thế. Đây, nó có nghĩa là thêm vào đó, thêm nữa, đấy, mình dịch nghĩa nào hay thì mình cho vào. Hoặc là cộng vào. Mình dịch nghĩa như thế.
Bây giờ cô ví dụ cái nhà mà cô đang sống hoặc là khu vực mà cô đang sống đấy, hoặc cái khu vực mà cô đang sống hoặc là cái nhà mà cô đang sống, cái nơi mà cô đang sống, giao thông, không những giao thông hoặc là gì đây, giao thông tiện lợi mà thêm vào đó có còn xung quanh còn rất là sạch sẽ, hay nói khác thêm vào đó không khí rất là gì đây trong lành và yên tĩnh, hay là thêm vào đó gì đây xung quanh có rất nhiều là cái gì đây rất nhiều cái thiết bị tiện lợi thì cô có nói là cái nơi mà cô đang sống, chị cưng nơi mà đang sống sai cô in nâng cọt sai cô in nâng cọt sơn, cái nơi mà cô đang sống tiện lợi, rất là tiện lợi, không những tiện lợi mà còn hay là cái khác tiện lợi mà thêm vào đó và thêm nữa, khiêu thông, giao thông tiện lợi, khiêu thông tô poly poly hát à, mà thêm vào đó còn là gì đây, xung quanh còn rất nhiều thiết bị tiện lợi, khiêu thông tô poly, poly đây là tính từ. Thì gì đây, tính từ nó đi với ưng nưng và cộng với tê tạ ca, không có bắt chim, chúng ta thêm n. Poly han tê tạ ca. Mà thêm vào đó, chu bên, xung quanh, ở xung quanh, chu bên nè. Mà còn có nhiều thiết bị tiện lợi. Poly si sơn tô. Mà này à. Những cái thiết bị tiện lợi. Phần này chỉ xong tổ mà này à. Chỉ cần xài cô ý nên có sơn kiểu thông phần lý hẳn đề đá gà. Chú bà nè, phần này chỉ xong tổ mà này à. Ở nơi mà cô đang sống đấy, giao thông tiện lợi, thêm vào đó, xung quanh. À, còn gì đây, có những cái thiết bị gì đây, thiết bị rất là tiện lợi. Giao thông không những mà tiện lợi mà còn đấy xung quanh còn là gì đây, rất nhiều thiết bị gì đây thiết bị tiện lợi ở xung quanh, hoặc là thêm vào đó cộng vào, giao thông tiện lợi cộng vào đó, giao thông tiện lợi thêm vào đó, giao thông tiện lợi thêm nữa, xung quanh còn rất nhiều cái thiết bị tiện lợi. Rồi bảo là gì đây, ôi dạo này sao tôi tăng cân quá, ô xa đi dù chung xa đi mà anh đi chết nè, hoặc là mà anh đi chết rồi ô. Thì cô mới bảo không những dạo này bạn ăn nhiều mà thêm vào đó bạn không còn tập thể dục thì đương nhiên là bạn tăng cân là đúng rồi Yo chung Mani Mokta. Mani Mokta bỏ tà đi, động từ có bắt chim hay không bắt chim, chúng ta đi với nưng. À chúng ta đặt mong nưng. Yo chung mani. À đây là gì đây? Cách phát âm chỗ này kiếp và gặp niên mình sẽ đọc n. À. Yo chung mani mong nưng tê tà ca. Dạo này ăn nhiều và thêm vào đó là bạn cũng không tập thể dục nữa. Tê tà ca, vô chút mà anh em một nâng tê tà ca. Un tùng, un tùng hơn anh hề sao. Hoặc là un tùng tô, anh hề sao. Sa đi. Chi tà, đi đây, tăng cân. Sa đi. Chi nư có sư hoặc là chi nư kê tặng nhân như trời ô tí nhiên có sư đương nhiên rồi. Tặng nhân tặng nhân hai chị ô. Ôi, cái là ủn tông tô, ăn hề sơ hay là hề sơ cô? Ăn hề sơ ha.
Cô hai chữ sơ đúng không? Un tùng tô. Sao mà Em không thấy thứ bản. à không thấy cái bảng à? Không phải, cô viết là un tông tô hè so, nhưng mà là un tông án hè so cô. À mà sao mà sao vậy? Un tông hai chi ảnh nào sơ à, cô còn gì đây, cái ảnh ở đâu, hoặc là un tông ảnh này sơ, hoặc là un tông tô hai chi ảnh nào sơ nhá. Không tập thể dục mà đúng không? À, cô viết thiếu. Chữ này là chữ dơ nha các bạn. À, cô viết như thế này các bạn, giống chữ H đúng không? À, chẳng chẳng nhân ha chị ồ chẳng nhân ha ta, hoặc là cái củ cò si này mình có thể đổi về kê, rút gọn lại, rút rút gọn vô chứ mà nên mộng nâng tê tạ ca ôn tu tu ha chị ảnh là sơ xa đi chi nên cò sơn hoặc chi nên kê tặng nhân. Tặng nhân ha chị ồ tặng nha anh chị ạ. Là gì đây, là cái việc đương nhiên rồi. Dạo này gì đây à, các bạn nói là như cô nói hồi nãy, ôi dù cho mà sao mà đi chết nè, sao đi mà đi chết nè, sao đi mà đi chết rồi, thì cô mới bảo các bạn dù cho mà đi mộng nên tê tạ ca ôn tù tô hai chị ảnh là sơ sao đi chi đừng kê tặng nha anh chị ạ. Dạo này ăn nhiều, thêm vào đó là không tập thể dục nữa, chính vì vậy là cái việc mà gì tăng cân là cái việc đương nhiên thôi. Tăng nhân á chị ồ. Chúng ta đọc này chỗ này này. À, tăng nhân, vì sao cô đọc tăng nhân? Những cái thằng dơ, như hôm nay cô nói dơ da, nó không phải là A mà là dơ da. Khi đứng trước một bát chim đứng đằng trước nó, thì họ thêm E nhờ và họ đọc. Thì chỗ này, tăng nhân á chị ồ. Hai thằng này lại gặp nhau nữa, thì chỗ này đúng là nhơ na chị dồ. Chúng ta phải đọc nhanh nha, đọc nhanh thì nó mới liếm qua được. Tăng nhơ na chị dồ. Không tập thể dục cô ăn nhiều nó đương nhiên là bị đấy, đương nhiên là mập rồi, than thở gì đúng không? Rồi tiếp tục. Hôm nay mình học lại bu tông sang mà. Ví dụ như mình đi thuê phòng, thuê nhà gì đó, mình mới bảo là cái phòng này hoặc là cái nhà này, cái nhà này nhỏ, hẹp, thêm vào đó là nó tối tăm nữa, cho nên là tôi không hài lòng. Thì ở đây cô nói chẳng những cái nhà nó nhỏ, nó hẹp, và cái phòng mình đi thuê phòng hoặc gì phòng gì đó, mình nói cái phòng này chẳng những gì đây nó nhỏ, hoặc là gì đây nó nhỏ, mà thêm vào đó, cộng vào đó thêm nữa, nó còn rất là tối tăm, nên là tôi thấy không hài lòng. Thì ở đây phòng gì y phòng gì chẳng hạn, hoặc là cái nhà này cái phòng đó phòng gì à, cái nhà này cái nhìn vào cái phòng nó nhỏ, nó hẹp, không những hẹp phòng gì chụp tạ. Chụp tạ này có bát chim, mình thêm ưng và cộng với tê tạ ca, chụp tạ này nó không bị bắt quy tắc, nó không biến thành u nha, tại vì đây có ba thằng nó không bị quy tắc, đó là chộp tà kết thúc bằng b mà nó không bị quy tắc, đó là chộp tà, chập tà và bắt tà. À, cô nhầm cái bắt tà là bắt t rồi, chộp tà và ship tà. À, ba thằng này nó không bị quy tắc, tuy nó kết thúc bằng b nhưng không bị quy tắc, cho nên chúng ta chưa phải bình thường, chứ không có là chô u t gì hết nha, mà là chộp bình t tà ca. Thế mà là thế vào đó là ở tô ở tốp tả ở tốp tả là tối tối tăm đi. À, ở tốp tả thì cô muốn chuyển về a sơ, thì
B này là biểu bắt quy tắc. Bắt quy tắc thì nó sẽ biến thành U. Thêm U. À, nếu kết thúc U thì cô sẽ thêm ơ sơ. Ờ, thơ, ơ tơ, sơ. Thế này là gì? Má mẹ ăn tê rồi. Rồi, tiếp tục. Cái nhà mà tôi đang sống đấy. Tiếp tục cô nói, không những tiền đấy, tiền thuê năm đấy các bạn, tiền thuê năm, thuê tháng là trần xe, quận xe gì đó. Từng từng. Không những cái tiền thuê năm, thuê tháng nó rẻ mà ở đây gần bến xe buýt nữa nên rất là tiện lợi, hoặc là tôi rất là thích nên cái việc sống ở đây rất là tiện lợi, vân vân. Cô vời nhá, cô làm một câu dài như thế này. Chi cơm. Hồi nãy sai cô ý nâng cọt, thì bây giờ sai cô ý nâng chip. À, cái nhà mà tôi đang ở. Hay là sai cô ý nâng apart. Apart gà. Dân xe, hoặc là quần xe. À, dân xe là thuê theo năm, 2 năm một lần, quần xe là thuê theo tháng. Quần xe, dân xe cũng được nha. Quần xe ca xe xa, à quần xe tô. Học pha từ nâng đi, ở đây mình có thể giới thiệu. Chỉ cần xài cô ý nâng học pha từ nâng, quần xe tô. Hoặc là trần xe. Xa tả, bỏ tả đi, không có vết chim. San tê tả ca. Thêm nữa, thêm vào đó, nó còn gần với xe buýt. À, bơ sư trần nhiều trang. Bus chừng nhiều trang y, à chừng nhiều trang, chừng nhiều trang y khá cao quá sợ. À khá cao quá sợ nó là ta ni nữ kê phần hè. Nên cái việc đi lại rất là tiện lợi. Chị cũng sẽ có ý nhưng apartment 원세도 산 데다가 버스 정류장이 가까워서 다니는 게 편해요. Cái nhà mà tôi đang sống đấy, à cái tiền thuê tháng, tiền thuê năm gì đó nó rẻ, thêm vào đó lại gần xe buýt nữa nên cái việc đi lại rất là tiện lợi. Rồi, tiếp theo. Hôm nay thời tiết này rất là lạnh. Và không những gì đây, thì cô nói không những lạnh mà gió nó còn thổi rất nhiều. Hoặc là không trời mưa, không phải trời mưa lớn thôi đâu, mà thêm vào đó là gió nó còn thổi mạnh nữa. À, nên là thời tiết hôm nay rất là xấu. Thời tiết hôm nay này, à, như cô nói, ô nương này xì ca. Vì ca. Hay nói cái khác, không những lạnh mà tiết còn gơi đi. Ô đương này xì ca. Nô mu chun tê đà ca. Nôn tô mà ni quả rồ. À, ô đương này xì. Này xì ca. Nô mu. Chút tà. Chút tà thì nó bị bắt quy tắc. Chun. Đi với ưng tê đà ca mà thì bắt quy tắc. Biến thành đô. U không có cái chim mà đi với nè. Đó là tính từ chun tê đà, tê đà ca. Tê đà ca mà cô viết là gì đây? Ca ta không? Tê đà ca. Nó mu chun tê đà ca.
mà còn gió còn thổi hay như thế nào đó, hoặc là tiết còn rơi. 오늘 날씨가 너무 추운데다가 바람도 많이 불어요. Mà còn gì đây? Gió còn thổi rất là mạnh nữa. Hoặc là tiết còn rơi nữa. Lạnh mà tiết còn rơi. Hoặc là lạnh mà gió còn thổi rất là nhiều. 바람. 바람도 많이 불어요. Hôm nay thời tiết rất là lạnh, thêm vào đó hoặc là gì đây, thêm nữa là gió nó cũng thổi rất là nhiều, là mình đắp chăn ra ngoài luôn. 오늘 날씨가 너무 추운데다가 바람도 많이 불어요. Và bây giờ cô ví dụ về tính cách này. À, bạn Lan ấy tính cách không những hoạt bát, mà thêm vào đó bạn ấy còn rất là thân thiện. À, hoạt bát và rất là thân thiện. Còn anh kia không những là gì đây, cọc cằn thô lỗ mà còn là bủn xỉn tiết kiệm, hay là cọc cằn thô lỗ mà còn là gì đây, hôm trước mình học về cọc cằn thô lỗ và còn cái gì nữa, cái tính gì nữa cô quên rồi, gia trưởng hay cái gì này, tự nhiên cô quên cái tính gì được mất rồi. Anh này không những là cọc cằn thô lỗ mà còn cái gì nữa cô quên, cái gì này tự nhiên không phải là gia trưởng mà cái gì này không chịu quên. Hoặc là rất là nhiều cẩn trọng, không những cái gì đây, cái tính cách của bạn này thận trọng mà còn là có trách nhiệm cao nữa. Đó không phải, đó hai cái cộng vào, hai cái tốt cộng vào, hai cái xấu cộng vào. Đó, TTK này. Cái này chẳng những xấu, anh này chẳng những là gì đây, cọc cằn thô lỗ mà còn bủn xỉn kẹt sĩ. Đó, hai cái xấu nó dồn lại chung. Cái này cộng thêm cái kia. Hai cái đẹp nó dồn lại chung. Đó, đây là TTK. Hai cái đẹp nó dồn lại chung một cái. Bạn này tính cách của bạn Du Chin Du Na vậy này. Du Chin gì ấy, xong cực à. Hoan ban. Hoan ban ha ta bỏ ta đi. Han tê ta ca. Mà còn là rất là thân thiện. Chinh chân. À. Chinh chân nghe. Hai cái xấu nó dồn cộng thêm mà. Cái này cộng thêm mà. Một cái gì đây? Một cái tình huống, một cái hành động nào đó nó cộng thêm vào cái gì đây, tình huống của hành động khác. Đó, hai cái đẹp nó cộng vào. Đẹp càng thêm đẹp, xấu càng thêm xấu. Hai cái xấu nó cộng vào. Rồi ok được phần này chưa? Cô đi đến ngữ pháp tiếp theo được chưa? Mình đọc ngữ pháp tiếp theo rồi chúng ta sẽ gì đây? Đi làm ví dụ. Hiểu được phần này chưa? À, đơn giản không? Vừa hay vừa xúc tích đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái cấu trúc mà ninh đà này nè ha. À, bây giờ tiếp tục chúng ta đi đến câu trừng thuật rút gọn. Thể trừng thuật rút gọn đấy. Nhớ, nó đi với dạng trùng thuật thôi nha các bạn. Ở dạng câu hỏi, ở dạng ra lệnh, ở dạng gì đây, gũ ghê đề nghị nhé, nhỉ cà yếu lệ yếu ư xê ô, hoặc là mọc có sợ yếu, mua hết sợ yếu, tưng 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 thì nó không có. Dạng trùng thuật là ao vô thôi, chia về mình nói. Nói và kể và trả lời thôi, không dùng trong bất cứ câu gì cả.
Cho nên các bạn phải hiểu là dạng chân thực là như thế nào nha. Đừng câu hỏi hay gì cho vào nâng tà là nó sai nha. Sai bét tè lè. Người ta yêu cầu mình làm cái gì thì mình sẽ gì đây? À, làm cái đó. Đây, cấu trúc này nó sẽ đi như thế này. Cô sẽ ghi từng cái cho các bạn. Quá khứ và tương lai của tính từ động từ nó đi như nhau thì cô ghi trước. Động từ tính từ ở dạng khoa cơ thì nó đi với ác, ớt và đi với ninh tạc. Mi đe hoặc là dự đoán tương lai, chu chức thì nó đi với ưng rưng và đi với Gosida. Hoặc hai cái khác mình muốn đi với kép để sẽ nhất định đấy, cái thì tương lai mình nhất định và tương cái mình sẽ cái kế hoạch thật là ý định của mình trong tương lai nó hay nói cách khác nó diễn tả một cách là quyết đoán hơn. Đó, đây là tôi nhất định sẽ làm gì đó, đó là kép đấy. Thì chúng ta sẽ đi với kép và cộng với tả. Hai cái thì tương lai, một cái là kép, một cái là ưng rưng cỡ xì đà. Chừng thực thôi, người ta chỉ nói thôi, ta không cho câu hỏi, cho nên ở dạng này không có hỏi gì hết á. Rồi, quá khứ và tương lai của động từ tính từ đi như nhau, nhưng hiện tại nó đi khác nhau. Tính từ thì chỉ việc bỏ tà đi và đi với tà. Bỏ tà đi với tà coi như là tính từ nói từ gốc luôn, không cần bỏ gì hết, bỏ tà đi với tà. Còn động từ thì nó đi với n, đi với n và đi với tà. Nếu như có bắt chim, mình đi với n và đi với tà. Nhìn đấy, không có bắt chim, mình đi với nưng và đi với tà. À, cô nhầm nha. Nếu có bắt chim thì chúng ta đi với nưng và đi với tà. Không có bắt chim thì chúng ta đi với n và đi với tà. Còn trường hợp danh từ nó có hai cái quá khứ và gì đây, và tương lai. Hiện tại cô nhầm, khoa cơ thì nếu có bắt chim chúng ta đi với y ớt và cộng với tạ. Không có bắt chim chúng ta đi với dớt, đi với tạ. Đây nha, danh từ nha. Còn hiện tại hưng chè thì nó có hai cách như thế này. Một cách là chúng ta đi với y tà luôn. Còn một cái là có bắt chim hay không bắt chim gì cũng chúng ta cũng đi với y tà, có nghĩa là. Còn một cái là chúng ta sẽ đi như thế này. Là có bắt chim thì mình thêm y tà, không có bắt chim là mình đi với tà. Vì sao chỗ này là y tà? Cô ghi như thế mà chỗ này cô lại đóng ngoặc y và gì đây? Y cái tà vào trong đây. Tại vì khi trường hợp mình đi với y tà có nghĩa là đấy, danh từ mình nói là cái gì đó thì mình có thể là có bắt chim hay không bắt chim gì mình cũng đi với y tà. Nhưng trong trường hợp người ta sẽ có hai trường hợp này, người ta sẽ xét như thế này. Trong một trường hợp là có bắt chim hay không bắt chim gì người ta cũng đi với y tà. Nhưng có trường hợp là người ta sẽ xét bắt chim. Là những cái từ nó không đi với y tà, có nghĩa là đấy. Thì họ chỉ đi với tà thôi. Họ chỉ đi với tà thôi. Có bắt chim thì đi với tà. À, có bắt chim thì đi với y tà, không bắt chim đi với tà. Cho nên hai cách chia, ví dụ như tí nữa cũng như ví dụ như thế này. Ví dụ như có trường hợp là xa khoa y tà. Và cũng có trường hợp là xa khoa tà. Nếu thêm y tà này là có nghĩa là thôi. Là quả táo, là táo. À,
là quả táo, là táo. Cho nên là đây táo và là quả táo thì nó cũng giống như nhau, cho nên có trường hợp người ta là xếp có bắt chim hay không bắt chim gì thì người ta cũng đi với y tả, và trường hợp thứ hai là người ta sẽ xếp có bắt chim thì nó sẽ đi với y tả, và không bắt chim nó đi với tả. Đó là tính về trường hợp y tả này, lại trong trường hợp nó có nghĩa là nó hay đi với đuôi câu. Đuôi câu người ta hay chia về y tả, tại vì là đuôi câu thay vì y về ô đấy các bạn, y về ô. Ví dụ như hắc sen y về ô thì hắc sen y tả, chu bu y về ô thì thay vì chu bu tả thì người ta sẽ chu bu y tả, cũng có trường hợp như thế. Cho nên là y tả và hai cái này để cô sẽ cho các bạn tìm hiểu. Nếu như cô cho y tả không mà mới mốt cái này không có bắt chim mà người ta tại sao không thêm tà mà người ta thêm y tà, thì hai trường hợp này các bạn phải hiểu ha. Có trường hợp người ta muốn nói nhấn mạnh cái danh từ ấy, thì người ta sẽ thêm y tà, có bắt chim hay không bắt chim gì người ta cũng thêm y tà. Và trong trường hợp ấy người ta sẽ xét có bắt chim người ta thêm y tà, không bắt chim người ta thêm y tà đó. Cho nên là hai cái trường hợp đấy nha. Và chủ yếu phổ biến chủ yếu phổ biến nhất đó, cô cho cái trường hợp đấy mình ghi vào, thì cái trường hợp mà phổ biến nhất là trường hợp đi với y tá đấy. Các bạn cũng ghi vào cho nó gì đây, nó biết ghi vào để giải thích mai này gặp trường hợp mình không biết là ở chỗ này không có bắt chim nhưng người ta vẫn thêm y tá đó, đó là trường hợp này. Còn cái này đi với tá thôi, cô ghi cho các bạn biết gì đây, các bạn cái việc ghi thêm. Còn cấu trúc chính thức nó là như thế này, mình có thể ghi cái y tá để mình phân tròn vào. Rồi hết, bây giờ chúng ta ghi lý thuyết. Cấu trúc này dùng để tường thuật lại một sự thật. Cấu trúc này dùng để tường thuật lại một sự thật của hiện tại. Cấu trúc này dùng để tường thuật lại một sự thật của hiện tại. Cô đọc lại nha, cấu trúc này dùng khi hoặc là sử dụng khi, cấu trúc này sử dụng khi tường thuật lại sự thật của hiện tại. Tường thuật lại sự vật của hiện tại về một bài văn mang tính khách quan. Về một bài văn hoặc đoạn văn mang tính khách quan. Hay nói cách khác là một bài viết đấy. Bài viết cho cái hay hơn ha. Bài văn là bài viết cái gì cũng vậy. Sử dụng khi tường thuật lại sự thật ở hiện tại, sự thật của hiện tại. Về một bài viết hoặc là một bài văn mang tính khách quan. Thường sử dụng trong hoặc là chủ yếu sử dụng cho, chủ yếu sử dụng trong viết báo, sách, nhật ký, phải tự truyền.
Đây cô đọc lại, cấu trúc này sử dụng để tường thuật lại sự thật của hiện tại về một bài văn hoặc đoạn văn hoặc là một bài viết một cách khách quan, chủ yếu dùng trong báo, sách, sách báo đấy, chủ yếu dùng trong sách báo, phẩy, sách phẩy, báo phẩy, nhật ký phẩy và tự truyện. Đó, bây giờ cô sẽ ví dụ cho các bạn bằng một đoạn văn. Ví dụ như cô sẽ ví dụ cho các bạn bằng cái một đoạn văn đơn giản nhất mà cái mấy bạn lớp 1 cô yêu cầu mấy bạn lớp 1 về kể một ngày mà chủ nhật vừa gọi của mình. Thì các bạn hãy kể như thế này, tại vì lớp 1 chưa học đến nuôi này thì các bạn chỉ dùng a dố rồi giờ và sum đi tà sum đi cá thôi. Thì cô sẽ dựa vào cái bài này của một bạn lớp 1 kể mà cô chuyển về cái hình thức ngưng tà này cho chúng ta này. Một bài dễ nhất luôn, không đi đâu sâu xa, không đi trung cấp gì cả, mà có bài tự chuyện dễ nhất thôi, đó là bài lớp 1. Thì bạn ấy có kể như thế này. Thì ở đây bạn ấy mới lớp 1 thì bạn ấy chỉ ai ấu rồi dồ, xong đi tà, xong đi cá thôi. Thì bây giờ từ cái bài này ra, từ cái xong đi tà, xong đi cá, ai ấu rồi dồ, đây bạn kể mà, kể về một ngày vừa qua. Thì cái đuôi này là chính, đuôi trường thuật này là mà học cao một tí là khi kể về bài này đấy. Thì phải chia bài đuôi này này. Nên mà các bạn ấy mới học lớp 1 thôi, chưa có cách biết cách kể này thì các bạn chỉ nói văn bình thường. Thì ở đây các bạn kể như thế này thì cô sẽ viết cho các bạn một đoạn văn. Tại vì cô kể này, hành động hôm nay, hành động hôm qua và hành động ngày mai. Có quá khứ, có hiện tại và có tương lai luôn. Thì ở đây, ví dụ như trước tiên cô dựa vào cái đoạn văn đơn giản nhất mà các bạn ấy kể, này. 저는 지난 주말에 남편과 같이 부산에 갔어요. À, thì thay vì đoạn văn này mình không sử dụng là hình thức kính ngữ, tại vì đi với nâng tà nó là ban man rồi đấy. Ở đây không những dùng trong văn viết mà dùng trong cách nói ban man ở ngoài văn nói. Trong khi văn nói các bạn, người ta cũng sử dụng nâng tà này tương đương với ban man của chúng ta. Văn viết thì nó dùng để viết chữ, viết chuyện, viết nhật ký, sách báo, nhưng trong văn nói nó ngang ngửa với ban man. Thay vì người ta dùng ban man, người ta sẽ dùng cái đuôi tà này. Đó. Ví dụ như chờ nâng, bạn nhớ dùng chờ nâng thì cô là đà nâng. Là vì tự chuyện mà, là vì mình viết cái này là gì đây, nó dạng ban man rồi thì nà nâng chứ không có kính ngữ chờ nâng chề ca hết. Thì bạn ấy chờ nâng cô nà nâng. Những cái đứa này mà chín năm chù mà đê, cô cũng có chín năm chù mà đê. Nam phân khoa cả chi bù xà nè. Thay vì khát rồi thì quá khứ của tính từ động từ nó đi với ác giác và đi với tà. Khát tà. Đi như nhau, quá khứ của động từ tính từ đi như nhau. 나는 지난 주말에 남편과 부산에 남편과 같이 부산에 갔다. Đấy. À, biết cái này qua đây cho nó dài dài nhé, tại vì nó quá dài. Đây quá khứ, trước tiên là quá khứ chứ. Rồi, tiếp tục. Quá khứ còn gì nữa đây? Bạn ấy nói là 그 다음에 bà ta cần chơ 식당에서 bà ta cần chơ